Chào mọi người, Dương Cẩm Linh đã quay lại với lại chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và ngay bây giờ Dương Cẩm Linh sẽ cùng với lại Minh Xù sẽ khám phá trong chiếc tủ lạnh sẽ có những cái điều gì đặc biệt trong chiếc tủ lạnh đó ngay bây giờ đây. Tủ lạnh này được mệnh danh là tủ lạnh quyền lực, sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả có thể thấy được là cái sở thích trong ăn uống của chị Linh như thế nào, cái sở ghét trong ăn uống của chị Linh như thế nào. Và bên cạnh đó làm cho hai bạn trẻ khi tham gia chương trình này cũng sẽ có thêm nhiều gợi ý cho những món ăn của mình nấu vào cuối chương trình. Còn bây giờ hai chị em mình đi thôi. Khám phá. Nào, đi thôi. Đây chính là cái tủ lạnh chứa thức ăn đúng không? Chính xác. Chị đang đói lắm. Mà chứa những món khác nữa. Chị ơi, chị đang đói lắm hả? Đúng rồi. Thường người ta nói á, người đói hay xấu nết. Đúng rồi. Còn chị thì sao? Chị cũng vậy thôi. Vậy bây giờ em cho chị một bài toán nha. Nếu như có một cái bánh chia làm 4 phần, có hai chị em mình thôi, chị nghĩ chị sẽ ăn được mấy phần? Chị ăn hết 4 phần. Trời ơi. Em tưởng là chị một phần, sao em dành 3 phần đó của chị, ai giờ chị dành luôn 4 phần của em rồi. Chị đã nói là đói là xấu tính mà. Ủa rồi sao? Chị nghĩ đi, trong đây có những món chị thích và chị không thích. Chị hy vọng là mở ra toàn là những món mình thích không. Vậy hả? Còn gặp những món mình không thích thì như thế nào ha? Không biết. 1, 2, 3. Rồi, xin mời chị tiến gần hơn đến với khu vực trung tâm mua sắm của chúng ta. Và đây chính là một món thức ăn. Trời ơi. Chị. Gì vậy? Em sao có một đây nữa? Cái này là cái con rất là dễ thương mà. Trời ơi. Chị, con này là con đuông dừa đáng yêu mà. No no no. Sao vậy chị? Chị sợ lắm, chị sợ lắm luôn á. Tại sao chị lại sợ con này? Ông nhìn nó là rất là sợ. Nói chung là nó mập mập mà nó nhúc nhích là chị sợ, giống như con sâu vậy đúng không? Đúng rồi. Sợ sâu. Để em mới mốt sinh nhật em tặng cho chị một hộp. Em ghẹo. Rồi, món nào chị thích chị nói đi, em đưa ra cho chị bớt nè. À, cá khô. Cá khô đó. Tặng cho chị cá khô. Wow, cá khô chỉ nè, cá khô đù nè. Sao mình thích ăn cá khô ta? Không hiểu một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, đúng chưa, mà có chồng có con nữa rồi giờ ăn cá khô sao được. Phụ nữ xinh đẹp với lại có chồng có con đâu có liên quan gì tới chuyện ăn cá khô. Cái này đâu có đủ chất đâu. À, đây là một cái món sở thích của mình. Và nó cũng, nói chung là cái món ăn á, nhiều khi nó gắn liền với kỷ niệm. Chẳng hạn như thôi đừng có hửi. Thơm. Cá khô thì mình không có nghe được nó thơm hay không đâu. Khi mà chiên lên nữa đó, thì em sẽ nghe cái mùi đó. Em biết tại sao mà chị rất là thích ăn cá khô không? Vì sao? Vì ngày nhỏ thì khoảng mà chị học cấp 1 thì lúc đó là mẹ chị đi làm với đi dạy rất là nhiều, không có thời gian ở nhà nấu ăn. Thì ba chị là vừa cắt tóc rồi vừa nấu ăn cho con nữa. Thì ba chị là làm nhanh nhất, và cái món nhanh nhất khỏi phải làm đó là chiên cá khô. Thì đi học về rất là đói bụng. Em biết cái chị, mình mà đi học và cấp 1 về á, coi như là đi học về là mong về nhà để ăn cơm lắm. Mà đứng từ ngoài cổng á nha, nghe cái mùi mà chiên cá khô á, ô nó thơm, rồi vô nhà vô ăn cơm. Và cái đó thì nó là một cái kỷ niệm không bao giờ mình quên. Ví dụ mình ăn nhiều quá là thành thói quen. Ngày hôm nay thông qua câu chuyện của chị thì chắc chắn cũng sẽ đánh thức lại rất là nhiều những cái sự yêu thương của chính tất cả quý vị khán giả dành cho gia đình của mình. Hãy làm ngay bây giờ nếu có thể, bằng những cái câu nói yêu thương hoặc là bằng những cái bữa ăn sum vầy với gia đình mọi người nha. Còn ngày hôm nay chắc chắn rồi, em nghĩ là chúng ta khám phá nhẹ nhẹ thôi. Còn những cái điều mà bí ẩn nữa thì em sẽ bật mí cho chị tuần tự. Chương trình mình còn dài lắm. Ngày hôm nay em cũng như là thay mặt cho chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ mang chị đến với một cái không gian ăn uống mới. Hôm nay chị sẽ được ăn uống cùng với fans của mình. Wow, hấp dẫn ha. Hấp dẫn. Đó chính là những cái điều thú vị đến từ chương trình. Và hy vọng rằng là chị sẽ có được những giây phút rất là thoải mái.